Thôi mở nhạc lên quẩy. Quê quê ý dính nha, đau không? Đau đấy. Đợt cầm mờ vậy đó, mẹ tóc biến này nó thỏ mình luôn. Mẹ nó ở góc trái nó không có đĩ má. Vánh đéo nó cũng bị ganh, vánh đéo nó cũng bị ganh đầu tiên. Cái vánh đéo nó cũng bị ganh đầu tiên này. Rồi cảm ơn Đại Viền nha. Làm trệt IC ôm Penta có 200k liền tay anh Châu ơi. Ây chụp mẹ, cái con đó nó có phép mà không được ăn kìa. Rồi đóng băng. Mà sao bắn nào cũng bị đè đầu ra đầu tiên để trời. Đúng rồi mày chết cậu mày. Mày không có tốc biến mà. Xin Zhao không chết cậu mày liền. Tính rồi, tao tính rồi. Tao chính dụ mày cái mất cái flash rồi. Mày không tính bằng tao đâu. Kiếm súng. Kiếm súng vào một, E vào một, V vào một. Chết cậu mày nè. Láo nè. À hê, tóc biến lên kìa. Mày nè. Sao? Sao nè? Ý rồi ơi quê. Sao? Né, đặt, né. Né ngu ta. Lần 2 kịch bản thiệt chứ cánh 2 cảnh 1 lần 2. Đờ mày con chó này. Không, mình tính giết nó chứ, mình đủ mana E là mình giết nó chứ. E dính là nó chết cũ rồi. Trời ơi, nó đã, nó đã. Ôi nữa hả? Ý, lần này quê thiệt nè. Kiều, Kiều, Xin Zhao ơi, Kiều hàm. Mày chết mẹ mày rồi, mày chết con mẹ mày rồi. Chết con mẹ mày rồi. Né. Anh ơi, đồ mất nó xì mai, đúng rồi, thông chết mẹ nó đây, thông nó. Rồi đổ mất đâu ra con này nó hia nữa vậy. Ô át đâu hết 4 thằng. Thiệt tình. Nó cam kinh vãi. Anh Châu cái đũa, anh cái con kẹt, anh con kẹt đó mà chơi không có anh em, không có anh em cái gì ở đây hết á, không có quen nhau, chơi cam mà không có anh em, không có anh em cái gì ở đây hết, chơi em chứ không có anh em cái gì hết, không có anh em cái gì ở đây hết nha, anh em đéo nhưng mà đè nhau gan ghê vậy. Anh em cây khế à? Anh em đéo gì? Có R rồi, đỡ rồi. Có R rồi. Đủ 4 thằng là nó hia luôn. Nữa kìa, nữa kìa, nữa kìa. Khó chịu quá à. Khó chịu quá à. Thôi không chơi mà, xin lỗi mà. Chơi gì kỳ vậy? Người đã làm thế. Đau quá. Để hay vậy. Khó chịu thiệt. Đợi đấy, hãy đợi đấy. Tí anh sẽ trả thù. Trời ơi, tóc biến luôn, hai cái tóc biến luôn. Trời ơi. Hai flash luôn. Trời ơi. Sao tôi khổ thế này, trời ơi, sao tôi khổ thế. Tóc biến hai cái luôn. Đập vào mồm nó. Trời ơi, cái gì vậy cha? Combo vậy rồi giết người ta. Thôi được rồi nha. Trời, cầm con này sợ nhất lao vô, mà nó cầm Jarvan nó xanh nó lao vô làm sao mà chơi. Láo này ai mượn farm giùm vậy. Ấy ai lại chơi lầm thế. Nửa cây nha, được lắm. Ai chơi blue cái Hí. Trời ơi, chưa chết kìa. Trời không tới đâu. Gánh hoài à, khó chịu quá. Còn có một hit rồi sao mình chơi cái Wii không tới ta. Xa quá, đi xa quá. Đúng rồi, hành sắp mà liền boss đó đi. Cái gì vậy? Rồi liếm được phát, được. Has been slain. Shut down. đấy, Nubagan. Không việc gì phải sắm cả. Win đi. Rồi sao? Giờ sao? Chạy bà con ơi, chạy. Help me. Chu mi nga cha mi ngu. Trời ơi. Chạy làm sao? Rồi nha, rồi nha. Rồng lửa kìa. Đập chết trụ nó. Chuột bắn có mất máu đâu. Yeah, ganh tôi rồi, tôi cũng sanh lại à. Farm hơn rồi thấy không? À, level hơn một level rồi thấy không? Farm hơn 30 con rồi thấy không? À, ăn 3 mạng. Chết nha. Cây rồi, chuột ra kìa, chuột với lại Fit ra kìa. Ồ, chuột với Fit được tích ra kìa. Ồ, Enemy killing spree. Chết. Chết đi. Trời ơi, ngủ kịp là chết rồi, ngủ kịp là giết rồi. Ông chuột ra lẹ dữ vậy. Chuột ra lẹ dữ. Đi đi. Trời ơi, bốc hơi luôn kìa. Con quỷ gan lanh nữa, con quỷ gan lanh nó phụ đam thôi làm gì bốc hơi, 600 mấy đam này. Tập trung hết mọi nguồn lực chơi mình kìa. Bốc hơi con nha ba anh rồi. Ui chúng đánh thường là chết bả này. Sao tập trung gan mình mà mấy lăng kia thọt với người ta. Ôi cô đã không chết mạng nào. Ham làm cái gì không biết nữa, toàn là cúng mạng cho con Jarvan không rồi. Jarvan nó lao vô mình đã mệt rồi. Khó gánh quá, mình sợ lao vô. Thế boss còn thua lam nữa chứ. Chuột sắt le luôn. Slain. Rồi phá Baron là được rồi, anh đấy, ngon anh đi. Phá Baron là được rồi, giờ sao giờ ai cho anh Baron? Đó, tìm từ gà quá, tìm từ sida. Nó tập trung nó ăn rồi nó ngủ, nó nghĩ nó ỉa, nó đá, nó ganh chỉ ganh mình, nó đầu tư hết spell, mọi spell vào mình luôn rồi. Mà team mình còn thua nữa. Ông Xin Zhao giờ này ông mẹ 25 phút ông vẫn giữ cái giày màu. Ông đục cái giày ninja vô thì Jarvan giết kiểu gì? Gà quá gà luôn. Cầm Xin Zhao mà Jarvan tụi cứt. Con Jarvan tụi cứt luôn. Cứ thấy con Jarvan mà thấy cắm cờ mà lao quy vào là hết cái R, chưa kịp lao vô là văng ra rồi, e ngược lại xỏ luôn. Con Jarvan còn cái gì để chơi nữa. Chịu là hết lên đánh được mấy đòn đứa trước thì buồn quá. Đó mà cầm Xin Zhao Jarvan tôi chấp thằng Jarvan nửa máu. Tôi chấp trước nửa máu luôn. Ừ. Muốn lên đồi rồi lên. À, nó cứ đập cho mọi nguồn lực nó chơi mình khó quá. Nó đè hết mọi nguồn lực nó chơi tôi sao tôi đánh. Chơi còn đá mát các kiểu nữa sao đánh. Đánh mà không xin nhê. Gà quá rồi. Cầm Xin Zhao quá gà. Chán quá. Chết rồi. À, tập trung mọi nguồn lực luôn đấy, tất cả mọi thứ cái dồn như mình giết sao mình đánh như cả team đánh một thằng vậy đó. Cái cả team dồn vô giết một thằng sao đánh. Đánh cái này có phải cả team dồn vô đánh thằng không, nó còn gì nữa. Cả team nó dồn vô đánh mình tung. Mà mình đâu có thọt đâu, mình còn săn hơn thằng mít nó nhiều luôn, săn hơn quá nhiều luôn. Tôi săn quá, tôi đang gọi là tôi đang săn luôn rồi đấy, chứ tôi có thọt đâu. Mà đồng đội kìa, mình là chịu hút gan, mình chấp nhận hút bị gan nhiều rồi, nhưng mà đồng đội thọt kìa. Chết đi. Mình tức biến xuống mình bắt nó thì nó tại đối với đồ của mình là mình săn thêm nó nhiều ấy. Rồi. Ấy da. sai lầm tới chết. Nó sai lầm tới chết là đánh gì? Đấy, bắn nhầm. Rồi, team bạn phải đánh cái gì nữa? Team mình quá nản luôn ha, boss quá thọt. Mấy ông nhìn chuột nè, nó thanh nhỉ, đồ nó bao nhiêu, đồ tôi bao nhiêu. Ý ra sao tiền này. Trời ơi, ông Xin Zhao lên giày tốc độ đánh nữa à. Bó tay ổng luôn. Ta bi thì đéo lên, về tốc đánh á. Chạy đâu nữa. Nhá. Quá phép rồi. Quá trời má thì chứ phải giờ phải carry ngược đó. Sao carry nổi, team mình nát quá à. Xin Zhao lên đồi. Đánh con này nè, đánh con chuột làm gì? Đánh nó. Trời ơi, đánh nó trước đi, ông bắn bắt đầu nó cũng chết vậy. Team mình ngu quá. Ông nào không biết chơi luôn ấy. Như cái cách đánh nó không, cầm mít button không biết chơi. Bắn không biết hit run, chỉ biết thả chuột à, không biết hit run. Thì mình có biết chơi đéo đâu. Phải Xin Zhao kìa. Vậy tao bi đéo lên, đi lên vậy. Tốc đốc. Rồi nha. Má chuột nó bắn kìa. Tim mình ngu đều quá. Mà team nó còn đánh chung nữa cơ, tôi không hiểu sao team nó còn đua chung hay là đánh chung cả team luôn ấy. Mà nó thiệt tên nó còn đặt giống nhau kìa. Đánh chung luôn mà. Hang này đánh chung này. Nó cứ đè mình, nó gan từ đầu đến cuối, bạn nghĩ làm sao mà đánh. Tôi có phải tôi thọt đâu. Nè mà bên nó phá không còn một cái trụ nào, bên mình nó ăn Baron mà thằng này nó chỉ hơn mình có 600 tiền. 600 thôi đó. Họ đéo đâu.